Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video chia sẻ tiếp theo của mình. Trong video lần này mình chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể đăng ký tạo được cái tài khoản Gmail hay còn gọi là cái tài khoản CH Play để các bạn có thể tải được những cái ứng dụng ở trên những chiếc điện thoại sử dụng hệ điều hành Android, cực kỳ đơn giản nhá. Thì có khá nhiều cái cách để các bạn có thể tạo được cái tài khoản Gmail. Tuy nhiên thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể tạo được cái tài khoản Gmail này đơn giản nhất nhá. Và để tạo được cái tài khoản Gmail ở trên điện thoại Android thì các bạn sẽ làm như sau. Đầu tiên thì các bạn sẽ kéo lên và các bạn sẽ tìm đến cho mình cái cửa hàng CH Play nhá, hay còn gọi là cái cửa hàng Play có cái hình tam giác đây nhá. Thì các bạn nhớ là các bạn sẽ tìm đến cho mình cái cửa hàng Play như này nhá. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái cửa hàng Play này. Ở đây thì do mình chưa có thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là đăng nhập. Đó, tiếp đến thì nếu mà các bạn có cái tài khoản CH Play hay còn gọi là cái tài khoản Gmail thì các bạn chỉ cần điền vào đây. Tiếp đến thì các bạn sẽ điền cho mình cái mật khẩu là các bạn có thể đăng nhập và tải được cái ứng dụng rồi. Tuy nhiên thì mình chưa có, mình muốn tạo cái tài khoản này thì các bạn sẽ chọn vào cho mình cái dòng là tạo tài khoản. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn cho mình vào cái dòng là dành cho mục đích cá nhân của tôi. Ở đây thì các bạn sẽ điền cho mình đầy đủ thông tin họ và tên nhá. Và mình sẽ chọn tiếp theo. Tiếp đến thì các bạn sẽ điền cho mình đầy đủ ngày tháng năm sinh và giới tính nhá. Khi mình đã điền đầy đủ ngày tháng năm sinh và giới tính rồi thì mình sẽ chọn là tiếp theo. Ở đây thì các bạn sẽ tạo cho mình một cái tài khoản Gmail bất kỳ nhá. Các bạn lưu ý là cái tài khoản Gmail này là phải viết liền không dấu nhá. Và mình sẽ chọn tiếp theo. Và ở đây thì tài khoản của mình nó đã báo là hợp lệ rồi. Còn các bạn nào mà chưa hợp lệ thì các bạn sẽ điền cho mình thêm một số chữ cái vào để cho hợp lệ nhá. Tiếp đến thì ở đây đến cái mục là mình sẽ tạo một cái mật khẩu mạnh nhá. Các bạn để ý là cái mật khẩu nó phải gồm chữ cái, chữ số, viết hoa và chữ thường nhá. Mình sẽ chọn tiếp theo. Ở đây mình cũng sẽ chọn tiếp theo. Các bạn sẽ kéo lên cho mình nhá. Tiếp đến thì các bạn sẽ chọn vào cho mình là tôi đồng ý. Ở đây các bạn sẽ chọn cho mình vào chấp nhận. Mình sẽ chọn là chấp nhận. Đó, vậy là các bạn để ý này. Vậy là khi mình đã tạo xong cái tài khoản Gmail thì ở trên góc phải trên cùng nó sẽ có cái chữ cái biểu tượng logo của cái tên tài khoản mình nhá. Và để tải được ứng dụng thì các bạn chỉ cần chọn vào cho mình cái hình kính núp tìm kiếm. Sau đó thì các bạn sẽ tìm cho mình những cái ứng dụng mà các bạn muốn tải về nhá. Ví dụ ở đây mình muốn tải ứng dụng Zalo thì mình sẽ gõ cái từ khóa là Zalo. Và ở đây thì mình sẽ chọn Zalo. Ở đây thì máy của mình nó đã có sẵn rồi, cho nên là mình chỉ cần cập nhật thôi. Ở đây thì mình sẽ chọn cái ứng dụng khác để mình tải nhá, để cho các bạn có thể hiểu dễ hơn nhá. Đây mình sẽ vào cái ứng dụng Bingo đi. Đây Bingo đi. Đây nhá, khi các bạn tải cái ứng dụng nào đó thì các bạn sẽ gõ từ khóa, sau đó thì các bạn sẽ chọn vào ứng dụng. Sau đó thì các bạn sẽ chọn cài đặt cho mình này. Vậy là mình đã tải được xong cái ứng dụng Bingo về chiếc điện thoại của mình rồi. Và các bạn nào mà muốn tải những cái ứng dụng khác tương tự thì các bạn cũng sẽ làm giống như mình đây nhá. Và mình sẽ quay trở lại này. Đó, vậy là cái video vừa rồi mình đã chia sẻ cho các bạn cái cách để các bạn có thể tạo và đăng ký được cái tài khoản Gmail hay còn gọi là cái tài khoản CH Play để tải ứng dụng ở trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android. Thì xem xong cái video này, các bạn thấy cái video này của mình hay và hữu ích thì các bạn hãy like và đăng ký kênh để theo dõi và ủng hộ những cái video chia sẻ hữu ích tiếp theo của mình. Mình xin cảm ơn.